Trương ơi, anh Trương ơi, đại ca Trương ơi, mở hàng sớm đấy. Dâu à, dâu tằm à? Dâu tằm này bao nhiêu tiền đấy? Sáng làm xe rồi. Dâu tằm này bao tiền anh? Dâu tằm này 4 triệu. Được. 4 triệu. Rẻ quá. Con si đồ đổ kia thì thế nào? 20. Này cây hay đấy. 12 đồng. Và làm con này chưa đổ đâu. Nào, nhưng mà có tương lai. Có tương lai. Cái này có tương lai. Nói chung là có tương lai. Được. 2 đồng. Cái chậu này có vẻ hơi bé nhỉ? Không, anh trồng ở đấy nó đủ rồi đấy. Bởi vì cái cây anh đặt ra vào đây, hoặc anh đặt ra vào đây, cách đây khoảng 20 phân thôi. Từ đây kéo này. Lật siêu rồi đấy. Tất cả là xì đấy. Cái tay quay đoạn này kéo dưới, toàn bộ dưới này để bung nước nước. Thế này đưa lại, đưa trở lại. Cái này liệu có làm một cái lượt chậu dưới này không? Cho xuống, không cho chậu. À, để vào cái khay à? Do để cái khay dài như thế nữa. Cái cây này nó phải vắt lên. Phải làm đấy mới có tiền. Ừ. Giờ để này, cái này giờ chỉ thợ nhìn thấy thôi. Nhưng mà đường cái chân, cái cẳng có cái thân bò này. Thân bò sạch sẽ tốt đấy. Thế đây lại trốn à? Lộc Vương mini này có Lộc Vương chưa anh? Cứ quay đi anh lượn vòng. Vâng, có chút tiền chứ các con vườn hoa có trang hoa không? Có đấy. Tường Vi đây, mẹ quay cái số của anh ấy, ông đỡ phải hỏi, hôm nào ông phải cũng quay vào đây phát. Ông mới xem, ông xem nhiều rồi. Cây còn trắng sữa. Cần ngô thì không thấy thằng ngô. Ngô để đổi thì chứ có rồi, đổi. Nó mang ra đây bán rồi. Tất nhiên là ở cái chậu lập mới vừa mới thấy nên nó có chậu em chỉ kẻ vào 20 phân nữa thôi, chia đôi khoảng này sẽ kéo sập 20 phân rồi là đẹp đó. Bỏ đi 1-2 cành nữa đây. Đây có thằng bò uống rượu lộn này trồng như trước thì chả có cái gì đấy vào mới được, có cái xì hay tía. Thôi tạm gọi là búp đỏ đi. Còn si thì nó nhiều dòng lắm. Mỗi người gọi kiểu cứ thấy là đỏ là gọi đỏ là tự búp. Lấy cắt mũi dễ. Đúng được đẹp. Dễ thì đều có chỗ điểm nhấn có hết. Đường chạy thì là ép đầy cái mà không phải dòng nhổm này, xong kéo dễ xuống thôi, nó đẹp rồi. Không biết cái cân tỷ lệ được. Ừ, sạch cân. Được. Đấy, dễ riêng tốt đấy, ổn đấy. Đúng rồi. Được. Cực cổ luôn. Cái này hay. Là nguyên liệu đã, thế này là quý lắm. Cái này hay đấy. Cái này có nhiều ý tưởng làm. Làm được. Tại là còn làm đá được, làm một con bò treo nha. Biết rồi. Không có tiền. Tôi dành tài mua con ngồi ở kia hết rồi kìa. Không có tiền. Vừa tháng cô hồn với lại có vẻ như năm mận hạn của tôi các bác. Nó hơi nhiều vấn đề, đau đầu lắm, stress lắm. Thì bây giờ ra đây cho nó vui. Chuyên gia săn cây ngồi ở cái bàn kia hết. Các đầu nậu rồi. Thu kho. Đấy. Okay. Đi tìm vối à? Mang em không có thì làm sao bán?
thấy là đây cũng phải đi ra sạch tay để bàn xinh xắn. Hôm nay mấy đồng anh? Đặt lên đâu cũng được, thế đặt lên đâu. Đây vào cái chậu bé tí kìa chị ạ. Vâng, nó mới lổi trên cây ra. Để về đây này vào cái khay, hoặc là đặt luôn vào khay nước được. Đấy, vào cái khay nhỏ. Đấy, đông rưỡi cả. Đấy, lấy cái này hay. Bác cái bớt đuôi đồng là lấy. Được. Nó ổn. Nó ổn định rồi mà. Ở đấy, ui giời ơi, để trồng ở cái trọng này là đẹp lắm. Đúng, nó đang hoàng tí. Đấy. Nó phải cần trồng mỏng. Thế thôi, cái này thì thế vậy. Cho mía hả? Đổ nước hoặc để lên mía nước. Được. Xinh xinh mà, chứ tất nhiên là giá trị cao thì nó không có. Giá trị cao phải là những cây thật gấu, thật đặc biệt cơ. Nhưng mà như thế là chơi là rất là vui rồi. Nhài nhài. Đấy, sáng mở hàng là đã mở hàng một xe cho vơi. Chắc là về buôn hay sao anh nhỉ? Hả? Chắc là bảo nãy về buôn. Buôn, cái lẹ đi, lẹ quyên. À rồi rồi. Sáng rồi. Đây, à, đây, đây. Chồng buôn, quên không để ý. Sáng thì hân cũng làm xe. Ôi giời, cứ lên Hoàng Hoa Thám lại gặp này. Con này nhiều tiền không anh? Con này mấy, con người bao nhiêu? Có trước mà nay thì chỉnh được, đẹp bán rồi. Đấy, bao nhiêu tiền thì có trước này? Bữa trước là báo 8 tiền, hôm nay trẻ hơn. Có tí, công sức vào các. Báo 8 triệu bây giờ thì nó là cái công sức vào các. Chất xám không thể bỏ vào. Đúng rồi. Con này thì mới nhỉ? 14 à? Chậu này cũ ghê đấy nhỉ? Quá cũ rồi. Không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Chậu bây giờ như đất rồi. Đấy. Cùng màu với đất. 14 à? Này bóng đẹp. Bóng đẹp. Bóng dáng đẹp. Dáng đẹp. Con xanh như này quá xứng đáng. Này ăn cho nó ăn cái keo thật tốt vào được. Không, cái này nó be rồi, cái giống này nó be kệ, nó tự nó ngoại nó đẩy thì là đẹp nhất. Đấy, nhìn nó đùn ra kia là thấy là có tương lai. Được. Đi về bắt đầu hôm trước ở cái chỗ tròn này thay chậu này. Chỉnh là cái này đẹp. Tôi nghĩ nó trung chỉnh, bác nghĩ tối quá chỉnh. Dăm mập, bút đỏ, dăm mập, chất da trắng, sáng. Dăm mập, bút đỏ, danh danh đấy, danh danh, danh danh, hồ nhỏ ghê. Đấy, kia kìa, bao nhiêu kìa, bé còn cái chén khó. Đấy, cái hàng bé còn cái chén. Kiểu người ta xưa là bỏ bê đấy, chắc ông chủ tiếp theo ông ấy về ông sửa được cái này. Bây giờ mà chủ mới về thì cũng phải làm lại như cái này thì sẽ sạch, nó sạch thật sạch thì nó đỡ đi thôi. Bóng nó đẹp, đây là bóng nó đẹp. Cái này mà nó bệt dính vào thì ok. Chắc cái này mọi người bê vẫn được. Đây đây. Tỷ lệ giảm rất thì ổn đấy. Mặt trước thì thôi được, ok. Dễ thì giờ dễ kết thôi, nhưng mà nó cũng đẹp, nó ra cái dáng làng được. Nó ra được cái dáng làng. Ổn. Tỷ lệ chiều cao là nó độ 40 phân. Từ mặt chậu lên. Chân này nó bệt và nó dính vào nhau như thế này. Thì nó đỡ nhìn thấy cái bệ dễ kết và thì nó sẽ đẹp hơn. Thì tất nhiên cái này cần thời gian. Cái này thì không đáng ngại.
phôi đẹp quá anh đấy, của thằng Duy ấy. Nhân tôi cũng như phô bảo vệ. Thế là bán thì là 20. Ví dụ như chỗ này là đẹp. Chỗ này 20 triệu em bảo làm thế nào. Chung là mua được, mua về nuôi được. Ở đấy còn cây dâu tằm này nhìn quái. Dâu tằm này mà nó ra lứa quả thì đẹp. Đây này rất quái. Có cái chậu. Vừa nãy bảo bao tiền cây này anh nhỉ? Đâu nhỉ, có dâu hả? Có dâu 4 triệu. 4 triệu. Đấy, ăn được về là ở trên này luôn à? Ở trên này luôn à? Lang thang. Trên này có. Này làm rất lâu rồi. Mấy thằng em đấu ở cái chỗ bán quán nhưng mà đang kéo làm. Làm nhà to quá nó bắt rỡ. Đấy là bên trên bán quán chỗ cạnh kia cái gì. Dâu. Làm chuyện làm về cái mảng mà vui chơi dân sợ ấy, trò chơi của trẻ em ấy. Tàu điện nào. Đấy. 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 Vật ở trên ý là cái gì trên này thì nó phải làm được. Văn quán trước này cũng có, nó nhỏ nhưng bây giờ không làm cái nhà to quá. Cụ để ý con đấy rồi. Chà Phúc Kiệt. Chà Phúc Kiến đẹp. Quả chí tiết. Hôm nay thì về có nhiều ý tưởng là nói chung là thoải mái. Này vào đá, vào đá được mà đây cứ nhấp cái này tầm 2 ngày bắt đầu kéo thì nhàn lắm. Vào vào đá được mà lên thống được. Về tương lai.